đang đứng một vị trí ủy ban xã Suy Chầu cũ cũng đã tháo dỡ, chỉ còn lại bê tông vụn vặt. Một số hộ dân còn lại ở nơi này sắp tới thì cũng chuẩn bị ra khu tái định cư hết nha các bạn. Kế đây là cũng có một giáo xứ Thành Đức hiện giờ đã xây dựng ngoài khu tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây mời các bạn cùng xem, chỉ còn lại bê tông ngổn ngang để giao lại cho mặt bằng sân bay quốc tế Long Thành. Video hình ảnh được lưu lại trước lúc sân bay Long Thành sàn lấp nền tại đây và chỉ còn lại kỷ niệm ký ức những người nơi này chờ ngày sân bay Long Thành cất cánh năm 2026. Đây là trường tiểu học xã Suy Chầu trong lòng sân bay. Các cháu đang học nơi này cũng còn ít ngày nữa thôi ha. Nơi đây chỉ còn lại những kỷ niệm, những ký ức của năm tháng. Sắp tới chúng ta sẽ không còn thấy hình ảnh này nữa. Và đây là những cái video cũng làm kỷ niệm lại cho tất cả quý vị anh chị tại xã Suy Chầu. Sang lớp mặt bằng đang thi công cho cảng hàng không quốc tế Long Thành thì cũng đã gần tới đoạn này rồi. Đây là giáo xứ Thành Đức. Chúng ta sẽ đi từ điểm này đi đến bờ ranh của cảng hàng không quốc tế Long Thành, vị trí suối cả. Giờ đây xin mời các quý vị anh chị cùng đi trên tuyến đường này coi bà con tháo dỡ nhà, xem môi trường khu vực địa lý này đang diễn biến ra sao ha. Giờ thì đang mùa hè thì trên xe mình chạy có tiếng ve sầu kêu, nó hơi ồn thì các bạn anh chị cũng thông cảm ha. Các quý vị anh chị nào đang xem video của em thì hãy cho em một like và đăng ký kênh để nhận thêm video mới. Chùa Biểu Lâm và giáo xứ Thành Đức cũng đã ra khu tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành rồi nha quý vị. Chồng cả
con ở quê ta. Điệp vào ngày 26 tháng 4 2012, sau này các bạn xem đây là những ký ức kỷ niệm khi sân bay Long Thành cất cánh, thì các bạn không còn nhớ nơi này nữa, và trở thành phố sân bay, một trong vận hành những chuyến hàng đi các nước của hàng không quốc tế Long Thành. Chính vì điều đó chúng ta cũng phấn khởi, quê hương chúng ta được đổi mới. Nhà đã đập vừa pháo dỡ. Một số nhà vẫn còn, chúng ta sẽ dành thời gian xem trong thời gian này bà con di chuyển như thế nào. Để bàn giao mặt bằng thì sắp tới thì cả hàng không của ta sẽ san lấp tới đây thôi, chỉ còn ít ngày nữa thôi là sẽ san lấp đến tới ngay đoạn này. Thì đoạn này rất là, đoạn này nó hơi cao một tí nha các bạn. Còn cái đoạn của cái ủy ban xã Suối Chầu cũng thì nó rất là thấp. Đây là chúng ta đã ra tới hai xã Suối Chầu, khu vực Suối Cả. Rất là đổi mới. Và đây là hình ảnh thực tế trên Google Maps, và em sẽ thả vị trí và quy hoạch giáp ranh sân bay Long Thành và Suối Cả, ấp 2 Suối Chầu. Đây là một trong vị trí mà em vừa nói. Chỗ này là khu dân cư, đây là bờ ranh của hàng không quốc tế Long Thành. Tuyến đường này sau này sẽ được đổi mới hết. Hiện bây giờ công trình đang thi công tuyến đường. Em đang đứng một vị trí ngã tư. Bà con khu này một số sẽ ra khu tái định cư ở và một số sẽ còn lại. Người hàng xóm chúng ta sẽ chỉ còn nhớ nhau kỷ niệm mà thôi. Nhưng bù lại cho các tuyến đường nối kết các xã lân cận, người hàng xóm chúng ta sẽ đi vùng ven giáp với sân bay quốc tế Long Thành và sẽ thấy hiện diện khu vực phát triển tại thành phố sân bay vệ tinh, thủ phủ kinh đô kinh tế đất nước Việt. Đây là tuyến đường này sẽ được nối kết ra đường cầu Mên nha các quý vị. Đây cũng là gói thầu số 9, đường ấp 2 xã Suối Chầu, dự án thành phần tái lập hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài ranh giới cảng hàng không quốc tế Long Thành, thuộc dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tiến độ được thi công là 365 ngày, ngày khởi công ngày 9 tháng 3 2021. Cảm ơn các quý vị, các bạn đã theo dõi video này. Xin chân thành cảm ơn, hẹn video kế tiếp. Goodbye!